Xin chào mọi người nha. Có rất nhiều bạn hỏi rằng ăn gì để tăng cân. Nếu điều kiện kinh tế của chúng ta không đủ mua những thực phẩm tăng cân tăng cơ thì ăn gì để tăng cân? Và theo kinh nghiệm của mình và theo mình học được từ trên mạng, từ những người tập gym khác thì trứng là một thức ăn tuyệt vời, giàu chất dinh dưỡng và đặc biệt là hỗ trợ chúng ta, giúp chúng ta tăng cơ tăng cân rất hiệu quả. Và ngày hôm nay đây đây là trứng gà, đây đây trứng gà, đây đây là mì tôm, đây mình sẽ ăn mì tôm trứng gà. Đây trứng gà và đây là ba gói mì tôm Fukumi 90 đây. Đây. Các bạn không cần phải sử dụng những thực phẩm chức năng. Và nếu các bạn có điều kiện thì các bạn mua, còn nếu các bạn không có tiền để mua những thực phẩm chức năng cao cấp thì các bạn có thể ăn trứng gà thường xuyên. Nó rất tốt sức khỏe. Và đặc biệt nó hỗ trợ giúp chúng ta tăng cơ một cách tuyệt vời. Và các bạn nào muốn tăng cân thì cũng nên ăn nhiều trứng, sẽ giúp chúng ta tăng cân rất là nhiều. Xin chào mọi người.